hiệu Thu Vi và Xuân Nghị. Anh có nữ. Là em á hả? Là em đó em. Thanh, thấy không? Giống biết cướp, cướp biển á. Không phải xin đẹp. Không phải giá tiêu chuẩn tinh tận của chúng ta. Jack Sparrow. Không phải thuyền trưởng xoái cà. Thì đó, anh mới nói đó, trang phục là Alibaba mà cái mặt là 40 tên cướp. Đó, còn Thu Vi đó đẹp như tranh đúng thiệt. Từ khi mà chưa có gia đình đến lúc có chồng rồi vẫn đẹp. Có con rồi vẫn đẹp, cái bí quyết gì vậy em? Ăn cơm hay ăn cái gì? Dạ em ăn cơm. À sao cũng có người ăn cơm như em mà kỳ vậy? À, cái bên luôn. Em thấy chị đẹp trai mà. Em đẹp trai mà, trời ơi. Em thấy đẹp trai, em thấy là trước cái lúc mà đi vô đây á, là coi như cô biên tập cổ khen tôi nói là mất ngưỡng luôn á anh. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã nhắc lại. Thôi bà biên tập nào mà biết lấy lòng người quá vậy ta. Không hề hẹn khen em một chút xíu rồi luôn á. Trái tim của em rất đau. Không cần khen người ta cũng thấy rồi. Đó. Nhưng mà dù sao thì cả hai nhân vật này cũng là những người đã từng đến tham gia Khi Chàng Chào Bếp. Dạ. Lúc trước thì Thu Vi đến đây với vai trò là người chơi. Dạ, đúng. Còn hôm nay với vai trò là đội trưởng nó khác nha. Con nghĩ sao em? Hai lần trước khi em tham gia Khi Chàng Chào Bếp là vai trò người chơi có rồi đúng không? Dạ. Đội trưởng có. Ờ à, chưa, em chưa có người chơi. Là đội trưởng thôi đúng không? Dạ. Em rất là mong muốn một ngày nào đó em được đứng vào bếp để em làm người chơi. Để em nấu cho ai ăn? Em nấu cho bạn bè, cho ba mẹ em. Không, đến với chương trình này không có bạn bè mà không có bạn bè gì hết trơn. Chỉ có người yêu thôi. Hoặc vợ, chồng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì em đã có người yêu chưa? Hiện tại thì em vẫn nè, phòng nói, không. Nói rõ nha, nói rõ đơn nha. Chiếc. Nè, đừng có chớp mắt nha. Nghe nói rõ nha. Nha. Người yêu thì em vẫn đang tìm kiếm. Em lên đây. Đâu. Đây là bạn cái bạn, bạn đó là bạn quản lý thôi à. Bạn quản lý hả? Dạ thưa quý vị, có một bạn quản lý đang ngồi phía dưới. Một cái bạn quản lý mà Xuân Nghị không muốn giới thiệu cho mọi người. Và tính đến nay, Xuân Nghị đã thay đổi rất nhiều quản lý. Tại vậy nè anh ơi, quản lý nào mà đẹp như vậy, anh có thấy quản lý của em không? Thấy. Đó, đâu phải là kiểu như là gầy mà cao mà như người mẫu đâu có đâu. Quản lý mà quá đẹp luôn. Thưa với tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là những em gái nào từ xưa đến giờ vốn ngưỡng mộ và có ý định gì với anh Xuân Nghị thì hãy dẹp bỏ ý định đó ngay lập tức. Trời đất ơi, anh sao không nói vậy? Ủa? Những cô gái yêu mến của Xuân Nghị, thân mến, Xuân Nghị vẫn là như vậy. Hãy cứ em gái của em cứ tỏ tình với Xuân Nghị như những ngày vừa qua. Tiếp nhận. Lắng nghe chưa, biên tập chương trình mê lắm. Em gái của em cũng rất là mê Xuân Nghị luôn. Nhưng mà sau ngày hôm nay em sẽ nhắn tin cho em ấy là thôi tìm một người khác đi em ạ. À. Đúng rồi. Người ta không có còn available nữa. Đúng. Cho nên là hôm nay Xuân Nghị có lẽ là sẽ rất là lúng túng trong cái việc là làm đội trưởng của mình. Hai đội hãy cân nhắc cái việc mời ai về làm đội trưởng nha. Khi chàng vào bếp.